Panda. I got broads in Atlanta. Since you thought me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the leaks in the band. Legacies. Hello nha, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Cụ Đá Gaming. Thì ở các video trước mình có sử dụng Harmony để đập lên option mới ở season 16.2 cũng như là season 17. Thì đó là có thể đập ra ốp tím ở vũ khí hoặc là áo quần. Thì đối với việc dùng Harmony đập cho ở vũ khí thì mình đã có video riêng. Nhưng mà để làm sao để có thể dùng cái gì để tạo ra được Harmony và cách tạo như thế nào thì ở video ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em đi chế tạo Harmony ở bản đồ là tháp tinh luyện. Thì trước khi mà đi đến tháp tinh luyện thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị là Gemstone. Gemstone này thì ở session của mình thì có thể farm ra giống như Javel và chúng ta để là auto là Gemstone và có thể farm ở map Vulcanus. Đây, map này là map giao tranh, map chiến trường nha anh em. Vulcanus và anh em sẽ phải vào trên để có thể xuống và yêu cầu level là 300. Khi anh em xuống đó thì anh em có thể farm ra được cái này và tỷ lệ rơi thì cũng khá là nhiều. Ở đây mình có chuẩn bị gần 3.000 viên, tầm 2.800 viên ấy. Và bây giờ mình sẽ cùng với anh em đi tinh luyện nó để có được Harmony. Thì để có thể tinh luyện được thì chúng ta sẽ phải đi đến với map Kantoru Remain, yêu cầu level là 300. Và ngày hôm nay mình cũng đây, chúng ta sẽ đến với Kantoru Remain và chúng ta sẽ phải di chuyển đến cổng. Đấy, chúng ta sẽ phải di chuyển đến cổng. Đây, anh em có thể chọn tab để di chuyển dễ dàng hơn. Mình sẽ book. Đây, chúng ta đi đến đây Gateway Machine. Đây, tháp tinh luyện đây. Đây, anh em đi vào cổng ở trong mình. Đấy, di chuyển vào, đi vào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có cái cổng để đi vào. Đầu tiên thì mình sẽ chuyển chết con quái này đi ạ. Xong anh em vào tiếp theo. Anh em sẽ phải chuẩn bị cho mình một cái nhẫn Hunter Pendant này, anh em mang lên. Và cái nhẫn này thì anh em có thể farm rơi ở ngay ở cái bãi quái ở đây luôn, ở map Kantoru Remain, hoặc anh em có thể mua ít shot bằng cái nhẫn ít và vào một event invasion và anh em có thể mua với giá 150 con, hai cái đều được. Và anh em nhớ là khi sử dụng xong thì anh em phải thả xuống để tránh đối bên nó về không. Sau khi có thế chúng ta chỉ cần nhập vào và bây giờ chúng ta có thể vào này, you may có thể vào ngay bây giờ đó. Nếu như mà nó bắt đời thì anh em phải đợi nha nhé, đợi người kia đi xong rồi. Rồi, sau khi mình vào ở trong chỗ cổng vào tháp tinh luyện thì chúng ta sẽ phải đánh quái Maya. Hồi xưa ở các season cũ thì anh em hay vào đây để farm level săn vũ khí 380. Nhưng đối với season mới hoặc ở season mình thì ở đây chỉ có thể rơi đôi 6 lần. Và bất kỳ đôi 6 lần nào thì không mặc định là đôi 380 nha anh em. Ngoài ra đi Maya này cũng có thể farm được rút. Nhưng mà chúng ta sẽ phải đánh ở cổng cuối cơ. Bây giờ chúng ta sẽ phải đợi chúng ta sẽ phải đợi một chút để quái có thể xuất hiện và chúng ta có thể clear quái. Đây, bọt đã xuất hiện này anh em, bọt Maya của chúng ta. Rồi, sau khi bọt xuất hiện thì chúng ta tiếp tục đợi một chút. Đây, nhân vật vào là một và chúng ta phải diệt 40 con quái trong vòng 15 phút. Đấy, mình sẽ phóng nó lên một tí cho em dễ đi. Đây, anh em có thể nhập tạp để giết quả được dễ dàng hơn, nhìn thấy rõ hơn nha nhé. Đây, mình còn 3 con là 32 hàng chín này. Rồi, sẽ đánh. Còn 23 con là nhiều ấy. Yes. Ở đây cũng có thể rơi Gemstone nha nhé, nhưng mà tự khá là ít.
Đó, đó. Đó. Đó, còn hai con nữa. Đó, còn một con. Ok, xong. Sau khi anh em diễn xong quả thì nó sẽ xuất hiện là bot. Đây, bàn tay Maya đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đánh đánh nó. Đây, bắt đầu có đám này anh em. Ui, ui. Cái môn ma phích này thì đi trên cũng khá là ngon. Đó, nó rơi đồ này. Anh em sẽ có nhặt đôi lúc thôi. Để xem nó sẽ được gì. Đấy, Valorius này. Còn ảo DD này cũng ngon này. Chăn thì thôi, mình sẽ không nhặt. Tiếp tục, chúng ta sẽ phải đợi. Đợi đánh thêm một lượt quái nữa. Và tổng cộng là hình như 5-6 lần đánh đấy. Anh em cứ đợi khi lần quái tiếp theo xuất hiện. Rồi, như vậy là lượt quả tiếp theo của chúng ta đã xuất hiện và chúng ta tiếp tục clear quả này. Đấy, anh em có thể nhìn bên góc trái, lượng quả sẽ giảm dần khi mà anh em diệt đi. Chịu sao thấu. Còn 14 con thôi. Còn 14, 13 con quái này anh em. Rồi, còn 6 con. Rồi, còn 2 con. Đấy, game stoner này nhé, thấy không? Đấy. Rồi, còn 1 con quái, chúng ta sẽ phải đi tìm. Đây, một con quái nữa đây rồi. Rồi, xong, bây giờ sẽ xuất hiện là bàn tay của máy giá tiếp. Máy giá thì sẽ có hai bàn tay nhé. Đây, bàn tay thứ hai của máy giá đây. Đấy. Mình cũng đúng mafic của mình khá là mạnh, mình giết khá là nhanh. Rồi, tiếp rồi sau lần. Rồi, mình không nhặt, đây đồ này vui quá. Có lúc thì mình nhặt kiếm DD, HP. Và chúng ta tiếp tục đợi trong vòng 1 phút này. Này, next battle will be start in 1 minute. Rồi, như vậy là lượt quả tiếp theo của chúng ta đã xuất hiện rồi nhé. Tiếp tục chúng ta sẽ giết 20 con quả này luôn. Đấy, còn 7 con. Đấy, như vậy là còn 5 con. Còn 3 con nữa nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giết tiếp bàn tay Mea. Một lần này là sẽ hai bàn tay nhé. Mình sẽ kéo nó lại. Một lúc cuối rồi. Đập đấy, đập đấy. Đập to này. Cuối rồi. Giết đi. Đó, có vũ khí này anh em. Đấy, cổng bao đã được mở. Đấy, với ở rơi. Rồi, xong. Chúng ta đã rơi vào chỗ cổng đến vào tháp tiên luyện. Bây giờ chúng ta sẽ phải triệt qua vật này nha anh em. Và phá vỡ bức tường này thì chúng ta mới có thể đi vào được nơi mà chỉ tạo tháp tiên luyện của chúng ta. Ở đây nó cũng sẽ yêu cầu diệt quái này nhé. Mình hay cố gắng chạy vừa diệt vừa chạy đến cái chỗ mà con boss. Con boss nó sẽ ở cuối này. Không, đấy, anh em có thể con boss ha. Cũng sẽ cố gắng giết nó. Nó sẽ biến mất đấy nhé. Kiểu mình giết một mình đọc đó, mình gây đam nó một lát rồi nó lại biến mất. Mình lại đi tìm, vừa đi tìm mình vừa giết mấy con quái theo yêu cầu. Đấy, nó ở đây này nha. Đó. Cố gắng gây đam nó. Đó, nó chuẩn bị hôi này. Đó.
Lại tele tốc biến này. Đấy không lại tốc biến này nha. Nó lại tốc biến ở đây này. Đôi khi anh em không cần quan tâm đến con quái bên này đâu. Trước tiên là gọi giết con này trước. Đó, nó chạy đâu rồi không biết. Đây rồi. Chỉ cần giết con này là được đấy nha. Đó, chết rồi này. Đó, sau khi chết thì nó có thể là rơi đồ thân này. Đó. Hoặc là có thể rơi rút. Hãy mở đồ thân này. Rồi, sau khi diễn xong này anh em chỉ cần, anh em thấy không, hết đường nhưng mà vẫn đi được. Đó, anh em di chuyển đến mình. Rồi, chạy đến đây. Gặp nhân vật là Elfish. Rồi, chúng ta chọn vào Refine Gemstone này. Đó, ở đây chúng ta có thể bỏ vào 5 ô. Đấy, mình sẽ lấy cùng 50 mình bỏ vào luôn. Rồi, chúng ta ấn vào. Thành quả là sẽ được Yael được Harmony nha anh em. Đấy, 1, 2, 3, 4 này. Tiếp tục. Đấy, cái này được 165. 200 thì được 165, nó sẽ bị giảm nhé, có tỷ lệ thất bại nữa. Nhưng mà không sao, mình nhiều mà. Đó. Đó. Đấy, anh em cứ được phải vào lựa chọn và nó sẽ tải chế tạo cho anh em. Thường xuyên là anh em một lần đi thì nên là gom nhiều nhiều giống mình nhé, nó đỡ mất thời gian. Đó, một lần được 4 cùng đấy. Đó. Đó. Và anh em thấy gì không? Nhưng là có mở Harmony. Đâu cần phải đi mua đâu. Ta có thể farm được mà. Đó, đây là thành quả của mình. Bây giờ mình sẽ gom lại. Gộp lại cùng 50. Thì để gộp lại cùng 50 thì chúng ta có thể nhấn vào Wunder. Và ở season sau thì nó sẽ tự động gộp cho chúng ta. Đây, mình xếp lại một tí cho nó gọt trước. Bình thường đi thì nó sẽ có rơi cả rút nữa. Khi anh em diệt con bot của này ấy, thì nó sẽ rơi rút ở đây nữa. Đó, mình xếp lại cho gọt. Cũng khá là nhiều đấy nhé. Mình sẽ sơ được ta là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này. Tạp nhân với bỏ cái này xuống đi. Để mình cho gì. Đấy. Vừa khít luôn này anh em. Đấy, 2008 viên. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 8 là 48. 48 x 50 là được 2004 viên. Gần 2004, 2005 viên. Giao động trong khoảng đó là chúng ta mất tầm 400 viên thôi. Đây là ok rồi. Rồi sau khi có lượng Harmony như vậy thì chúng ta có thể di chuyển đến map Ayamon. Đây, ở đây thì chúng ta có thể chế tạo Harmony và mình sẽ dành riêng một video để sử dụng ba ốp này. Đầu tiên thì đối với ốp phạm đầu tiên, đây anh em có thể lựa chọn Get. Ôi ơi, có ốp tìm luôn này, Skill Attack Power này, Excellent Dam này, ngon. Đấy, bây giờ anh em có thể nhìn thấy cây vũ khí của mình này, có thêm ốp này. Đó, anh em cứ Get. Trong quá trình Get thì nhận chế tạo thì anh em cứ đợi từ từ thôi. Ốp tìm nhưng mà không ngon, đó. Đấy. Đấy. Đó. Crit Dam. Attack Success. Rồi, ốp xanh. Rồi, bây giờ mình sẽ rồi nha anh em, tiếp tục mình sẽ nhấp vào Golden Craft Stone. Ở đây chúng ta có thể vật phẩm là phải cộng 4. Ở đây mình sẽ đập cộng 4 hai con này, cái này lên. 1, 2, 3, 4. Thử xem được không nha nhé. Đó, yêu cầu là phải cộng 4 này anh em, cộng 4 cao hơn này. Đó, anh em có thể chế tạo là được là Higher Finding Tone. Đó, mình được 2 viên này. Rồi, sau khi mình thử đập vào có được không nha? Không được. Remove ở Harmony. Thì chúng ta có thể dùng cái đá này để xóa cái ốp. Đây, mình sẽ thử xóa cho nhé. Đấy. Rồi, bây giờ của mình thành cẳng đây này. Bây giờ mình tiếp tục, mình có thể
Add Harmony lại cho em nó. Đó. À, ghi tăng lên, còn cần lắm. Nó bao hộp nhưng mà không có hộp ngon. Em nhận đi cũng được, mình đang theo nhân vật NE. Đó, anh em cứ ghét khi nào mà anh em thấy có hộp là anh em cần. Đấy, giống như strain nó kiểu bao hộp xanh đấy, tròn. Đó, bây giờ mình có thêm bao hộp này. Tiếp tục. Ui, Misa Power lên 80 này, SD giảm đi 10 này, cái này ngon cực kỳ luôn. Cái này mà cho đi PVP thì coi, thôi rồi luôn. Trời ơi, tương tự với cái sách của chúng ta thì chúng ta cũng có thể làm như vậy nha nhé. Đó. Đó, chúng ta ghét khi nào mà có cái ộp mà chúng ta cần. Đó, Agi Saladam này, trời ơi. Đó, tăng AG lên 30, tăng xe lần đá lên 40 này. Đó, nghe thấy không? Còn cái ộp mà AG cộng, đây rõ ràng nhất là tên cộng 20 này. Ban đầu là mình sẽ chỉ có 4 thôi, đây mình tháo xuống nha. Ban đầu mình chỉ có 4 điểm này, được cộng này. Sau khi mình mang vào thì anh em để ý, tên Start English 20 là nó sẽ thêm vào cái điểm bonus bên này. 20 cộng với 4 hồi này là thành 24. Còn AG thì sẽ được tăng lên 30. Và Agi sẽ là 30 cộng 4 là 34. Và cái điểm đây, điểm Excellence đang cộng 40. Chúng ta sẽ tìm kiếm ở bên cột bên này nhé. Thử xem có Excellence đang bên này và nó sẽ cộng vào bên này. Đây, Excellence đang increase này. Đây là đang cộng 60 nha, mình thả xuống là chỉ còn 20 thôi này. Đấy, anh em thấy không, chỉ còn 20 thôi. Bây giờ mình mang vào là nó lên 60. Đấy, đây là cái cách hoạt động của cái ổ Harmony mới. Và SD Reduction Rate thì nó sẽ là tăng cái tỷ lệ đánh, giảm cái tỷ lệ đánh vào SD và tăng tỷ lệ đánh vào máu. Và trên đây là video của mình giới thiệu cho anh em biết cách đi tinh luyện từ Gemstone thành Harmony để anh em có thể đập được cái dòng tím như vậy. Và các dòng tím nó hoạt động ra làm sao thì hy vọng là video này sẽ giúp ích cho anh em. Và anh em nếu có thắc mắc nào thì có thể để lại bình luận ở phía dưới. Và cũng đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một lượt subscribe để có thể theo dõi các video tiếp theo. Và bye bye, hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.